nay chào mừng các bạn đến với kênh Đẹp Cơ Chưa TV nha. Thì hôm nay mình cùng các bạn đi xuống chỗ ngã tư Tỷ Phước này các bạn. Thì hôm nay mình đến với Tỷ Phước, mình thấy Tỷ Phước dạo này thay đổi khá là rõ rệt đó các bạn ơi. Ngày xưa thì ở đây nhà cửa đồ nói chung cũng không có cao sang như bây giờ, thì mới có vài năm vào đây thôi thì Tỷ Phước thay đổi khá là nhiều đó, các bạn thấy không, nhà lầu đồ mẹp khá là nhiều đó các bạn, đường xá rồi bây giờ cũng đẹp hẳn so với năm 10 năm vừa trước. Mình còn đi học ở dưới cái trường Tỷ Phước 1 này các bạn. Nói chung là những cái trung tâm hành chính đó các bạn, to lớn nhất nhì của huyện Tỷ Phước thì đa phần là tập trung ở dưới đây hết nha. Đây ủy ban nhân dân nữa nè các bạn đó. Thì Tỷ Phước dạo này rất là phát triển luôn. Chỗ gần trường Tỷ Phước 1 thì có cái điện máy bắt khách rồi nè, Thế Giới Di Động, có hệ thống Nguyễn Tùng Phát nữa nè. Đấy. Còn phía dưới đây một chút là có trường cấp 3 Tỷ Phước 1 này các bạn. Và cái trường đây là ngày xưa mình học cái trường này nha, khoảng 8-9 năm vừa trước này. Thì mình học cái ngôi trường đây. Nói chung là ngày xưa thì ở đây thì dân cư cũng không có đông đúc như bây giờ, 8 năm thôi mà ở đây khá là phát triển. Thì giờ mình cùng các bạn đi vào cái chỗ cái chợ bên trên này. Trước ở chỗ cái máy quay mình quay đó là có cái trường học nữa các bạn, cái trường cấp 2 mình lại gần nữa nha, đó cái trường cấp 2. Giờ mình cua cái đường đi ra xem cái chỗ Tỷ Phước các bạn thấy không đó. Bây giờ như cái chỗ đường bê tông này bây giờ nhà cửa cũng lên khá là sầm uất nè. Chỗ này có cái nhà hàng chính sách xã hội Tỷ Phước nữa nè. Đi vô chỗ này thử xem sao. Cái khu đây thì có máy quán cơm, có phòng mà phòng y tế nữa nè. Đó, kia chỗ kia là cái chợ đó các bạn. Đó. Đây là nó còn có một cái chợ nữa nè.
có một cái công trình đang đang xây nè các bạn đó. Đó mình đi ngang qua cái chỗ ngã ba để mình coi thử cái công trình này ai xây dựng nha. Wow, mới có vài năm thôi mà Tỳ Khước phát triển khá là vượt bậc luôn. Cái chỗ đây là cái trung tâm hội nghị tiệc cưới Yến Tùng Tỳ Khước này các bạn. Đó. Chúc. Ở đây công trình bắt đầu xây khá là quy mô đó các bạn ơi. Khu ở đây cái chợ. Và đi thẳng qua đây là có những cái lô đất trống trống này. Các bạn thấy không, đường xá chỗ đây thì bây giờ có khá là bự luôn. Cái chợ mà nãy giờ mình giới thiệu đó các bạn đó, để mình nói hai ba lần nữa là cái chợ Bồ Đờ nha các bạn. Đấy, cái chợ Bồ Đờ. Toàn là nhà mới xây không, nhà mơ không đó các bạn. Đấy. Để mình lại hai cái chỗ nhà bao bự đây mà coi thứ hai cái đây là cái gì nha. Đó, chỗ đây là cái chi cục thi hành án dân sự huyện Tỳ Khước nữa nè. Còn bên đây là xây dựng gì, đội ngũ công chức gì đó. Chỗ đây là cái chỗ tòa án nhân dân huyện Tỳ Khước này. Rồi phía trước mình là có cái ngã tư chỗ Huỳnh Mai, cái đường mà từ ở trên cầu Bà Di đi xuống Cảng Quy Nhơn các bạn đó. Khu đó bây giờ cũng đang mới xây. Còn cái khu bên đây là cái khu ăn nhậu khá là sầm uất đó, cái khu mình đang quay các bạn đó. Ở đây chỉ có, nói chung là cũng có 8 em thôi mà thi đấu quá nhiều rồi các bạn. Con đường mình đang quay đó các bạn, đây thì cũng đang mở rộng ra nè. Đó là cái con đường cũng nhiều nè. Cái điện lực Tỳ Khước của em ở đây luôn nè các bạn. Đấy. Bạn thấy không? Toàn là những cái nơi lớn mà đều nằm ở dưới đây hết đó các bạn ơi. Đó, mình cho nó trên đây coi thử hai cái chỗ này là nằm ở đây. Bảo hiểm xã hội huyện Tỳ Khước đấy, đang qua đây. Còn cái chỗ đây là cái viện cảnh sát nhân dân huyện Tỳ Khước cũng nằm đây luôn. Bên đây là gì, báo bộ an ninh tổ quốc gì đây đó các bạn thấy không. Mấy bên đây là cái ngày xưa gọi là cái gì hả, cái trung tâm văn hóa này, cái nhà hát gì đây. Ngày xưa thì người ta gọi là cái trung tâm văn hóa, cái nhà hát là gì đây, mà bây giờ cái chỗ đây nó không có được nên mình cũng không biết nó là cái tên nó là cái gì đó. Thì nói chung hồi nãy giờ mình đi sơ qua đó, mình qua cho các bạn đó, thì những cái khu mà của nhà nước
cái khu hành chính của nhà nước thì đa số này mà vô đây nhiều, rất nhiều luôn. Trước mà cái màn hình mà đang quay đó là cái nhãn tư Tỷ Phước đó các bạn. Thôi chào các bạn nha, hẹn các bạn các video mình up cái tiếp lần sau ạ. Chào, hẹn gặp lại.